ngày mai Chủ nhật 19 tháng 12, tỉnh Hưng Yên sẽ trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này trên sóng truyền hình và các nền tảng số của đài, trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, website https://www.hungyentv.vn, Facebook Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Đồng thời lễ kỷ niệm cũng được nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước tiếp sóng. Nhân sự kiện đặc biệt này, vào lúc 20 giờ 15 phút tối nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ gửi tới quý vị và các bạn chương trình Hưng Yên ngày ấy bây giờ. Chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn cùng nhìn lại quá khứ để thấy được giá trị của thành quả và những nỗ lực sau 25 năm của tỉnh Hưng Yên. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất để lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp. Cùng với hoàn thành công tác chuẩn bị tại nơi tổ chức lễ kỷ niệm, khu vực quảng trường và trung tâm hội nghị tỉnh thành phố Hưng Yên cũng đã tiến hành rà soát, kiểm tra, chỉnh trang lại cờ hoa, tập trung dọn vệ sinh môi trường, trang trí hoa cây cảnh tại các tuyến đường khu vực trung tâm. Công ty huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân viên lao động công ty tham gia chỉnh trang đô thị, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, sửa chữa điện. Để vừa đảm bảo cho buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, 10 điểm cầu truyền hình trực tuyến, lễ kỷ niệm tại 10 huyện thị xã cũng chủ động kiểm tra lại đường truyền, hệ thống kết nối và sắp xếp bố trí bàn ghế, dụng cụ sát khuẩn. Đặc biệt, tại thành phố Hưng Yên, địa bàn diễn ra sự kiện cũng đã được thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị sẵn sàng kỹ các phương án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan của tỉnh để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, rồi đảm bảo với công tác phòng chống dịch và chuẩn bị sẵn tất cả các phương án di động. Thế mà tất cả các công tác chuẩn bị thì đến giờ phút này thì chúng tôi đã đảm bảo. Thế mà tiếp tục thì sẽ kiểm tra đôn đốc, thì có những cái phát sinh chúng tôi sẽ xử lý được ngay. Với sự triển khai khẩn trương tích cực của các đơn vị, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Trên khắp các trục đường như được khoác lên mình một chiếc áo mới với màu sắc rực rỡ của cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu. Dù không diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí chào mừng sự kiện do dịch COVID-19, nhưng nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn cảm nhận được rất rõ không khí vui tươi, phấn khởi chào đón sự kiện trọng đại của tỉnh. Trong đường phố khang trang đẹp, sạch, nhà nào cắm cờ, ai ai cũng phấn khởi khi mà nhìn vào cái quang cảnh này. Rất vui mừng, phấn khởi trước những cái đổi thay của tỉnh Hưng Yên nói chung, thị xã Mỹ Hào nói riêng. Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên là sự kiện chính trị đặc biệt, là dịp để cán bộ, đảng viên, nhân dân ôn lại truyền thống của quê hương văn hiến cách mạng và khơi dậy tinh thần đoàn kết thống nhất, không ngừng nỗ lực để tiếp tục xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp,